Hello, xin chào anh em. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series đó chính là Hơi thở mặt trời nhá. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review bộ đôi Rengoku Flame cũng như là Rengoku nhá. Thì em Rengoku Flame này thiên về sát thương, còn em Rengoku này thì lại thiên về tanker chống chịu anh em ơi. Bộ đôi này đi với nhau nó cực kỳ là hợp lý luôn. Trước tiên thì mình sẽ cho anh em xem về cái hiệu ứng skill của em nó, anh đấm như thế nào nhá. Đây, trong phần phụ bản này, vô hạn thành. Đi chơi kiểu thành khó luôn cho anh em xem nhá. Đấy, thì thường là em Rengoku này mình sẽ xếp hàng đầu luôn. Còn lại hai em Dam thì mình sẽ xếp hàng sau. Style, chiến luôn. Đó, anh em thấy không? Dam khá to đến từ Rengoku Flame nha. Và được cái là em tanker này thì cũng ngon nữa. Này, khi mà chịu sát thương nó sẽ có cơ hội phản đòn lại cực kỳ là đau luôn. Anh em thấy không? Nên xếp hàng trước là cực kỳ hợp lý. Rồi, đánh đi. Này à, bữa ấy. Wow. Anh em nhìn thấy đấy, nó phản đòn nó phát là tận cả hàng sau hai ba đứa nó đều dính cơ. Thế thành ra rất nhiều anh em yêu thích đó chính là vị tướng Rengoku mà tanker ấy, không phải là Rengoku Flame nha. Đó, hợp lý luôn. Đấy sẽ là một trong những em tướng gọi là quốc dân luôn anh em ạ. Ai ai cũng nên chơi nha. Mình thấy nó khỏe vãi cả trưởng luôn ấy. Ok, còn em Sakonji này thì mình bị ám rồi. Ra tầm 4 em Sakonji này nhưng mà không nâng lên được anh em ạ. Cày vãi. Đáng lẽ ra ra em Rengoku thì phải ngon không? Nâng em Rengoku thường lên thôi là nó cũng đã ổn áp rồi. Ok luôn. Úi giời ơi, đau phết nhỉ. Rồi luôn. Ái chà. Thốn ái. Em nhìn thấy nó khác bọt hẳn không? Cùng là gọi là 7 sao với nhau thôi. Nhưng mà em Rengoku Flame với cả em Rengoku kia bộ đôi tim lửa thiếu đốt nó khác hẳn luôn nha anh em. Nó khỏe hơn tim nước rất là nhiều nha. Đấy, MVP luôn dành cho Rengoku nha. Thế cho nên là mình luôn luôn ưu tiên đó chính là nâng em Rengoku Flame cũng như là em Rengoku này trong đội hình nâng mắc lên đầu tiên nha. Để kiếm được hai em này thì cũng khá là đơn giản thôi anh em ạ. Đây, em nhìn thấy là mình lên VIP 6 rồi. Cho nên là việc kiếm hàng nó rất là dễ luôn. Đấy thì ngày hôm nay mình cũng đã mua luôn cái quỹ trưởng thành rồi. Ở trong này có một cái thẻ SR tùy chọn này rất là ngon. Có thêm một em Rengoku Flame nữa anh em nhá. Đấy là lý do tại sao mình nâng em nó lên 7 sao đấy. Thẻ tháng nhỏ và thẻ tháng lớn thì mình cũng đã mua luôn rồi. Gói quỹ đăng nhập VIP thì mình cũng đã mua luôn. Ngày hôm nay thì mình đã sở hữu được thêm đó chính là một thẻ SR tùy chọn nữa. Đấy và thêm một cái thẻ SR tùy chọn nữa ở trong cái phần quỹ đăng nhập. Thì nếu như anh em nào muốn sở hữu Rengoku Flame thì có thể là đầu tư vào những cái quỹ này giống như mình. Ngày mai thì mình sẽ nhận được thêm một cái thẻ SR quỷ nữa. Thì mình sẽ dự định là lấy em Darky Blood Demon. Bởi vì mình cũng đã có một em rồi. Và nâng cấp em nó lên được thì ngon lành luôn. Thì trong video ngày mai mình sẽ review cho anh em cái em tướng đó chính là Darky Blood Demon này xem nó như thế nào nha. Nên là anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha. Còn quay trở lại với bộ đôi Rengoku Flame cũng như là Rengoku. Đọc kỹ năng thì chắc chắn là ai cũng đọc rồi. Nhưng mình sẽ phân tích cho anh em xem này. Thứ nhất là em Rengoku này. Nó có cái hiệu ứng đó chính là tăng thủ. Và cái skill của em nó thì kết hợp với cái hiệu ứng tăng thủ đấy là nếu như kẻ địch mà bị giảm thủ này thì thủ nó sẽ bị thấp hơn. Và những kẻ địch nào mà thủ thấp hơn ấy thì chắc chắn là nó sẽ tăng thêm cái lượng thiêu đốt cũng như là sát thương lên anh em nhé. Lý do là ở cái bị động sức mạnh của lửa ấy, nếu như mà kẻ địch mà có thủ thấp hơn mình thì chắc chắn là nó sẽ phản công và gây sát thương lên tận 110% cơ, kèm thiêu đốt 75% công trong hai lượt nữa. Thì em này sẽ rất là ngon lành cành đào luôn, đốt cho team bạn gọi là cháy rụi luôn nha anh em. Còn em Rengoku thường thì khỏi phải nói rồi, nội tại này bá đạo luôn, bị sát thương từ đòn đánh thường và nộ có 30% xóa một hiệu ứng khống chế choáng câm lặng, đồng thời là phản công gây sát thương bằng 105% vào địch hàng trước nha. Đây là một trong những em tướng mà tanker nhưng sát thương gây ra cũng rất ổn, vừa trâu bò vừa khỏe nha anh em. Nội tại của em Rengoku thường thì tăng rất là nhiều máu và tăng rất là nhiều chặn luôn. À, tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ đi đấu trường một tí nha. Và xem đội hình của mình có ăn được một số những cái bạn lực chiến ngang ngang cơ hay không. Đây toàn một bạn là lực chiến đó chính là cao cao nhỉ. Là mới phát xem nào. Xem có bạn nào lực chiến gọi là ngang tầm hay không đây. Ok, test thử với đội hình của một bạn lực chiến 1,4 triệu đã nha anh em ơi. Rồi, đội hình của team bạn đấy thì có Gyu Academy luôn. Và có cả Genitsu Sleep. Ấy chà chà, có choáng các kiểu đây. Thì ứng nghe vẻ là khó chịu nha. Chén luôn. Thiếu đốt. Cả hai bên thì đều có hiệu ứng thiếu đốt nha. Cũng căng thẳng đấy. Và team bên kia thì có hiệu ứng choáng khá là gắt. Bên mình thì có một anh đánh ra toàn rắn rết này thì cũng có cái hiệu ứng choáng. Nhưng nó sẽ đến từ cái ulti cơ. Còn đánh thường thì nó sẽ không thể choáng được đâu anh em ơi. Rồi nhưng mà team mình thì vẫn chưa ulti. Cay thế nhở. Trong khi đó thì em Sakonji. Rồi được ulti phát đầu tiên này. Ái cha. Dù là Sakonji có mấy cái nội tại tăng thủ khá nhiều nhưng mà nó vẫn bị đánh cho summoner luôn. Do là chống chịu sát thương từ nãy đến giờ rồi. Hút được khá nhiều sát thương đấy. Và bây giờ pha nộ đầu tiên đến từ Rengoku Flame. Và vâng, ối dồi ôi. Team bạn là cũng có tí đốt hàng trước ấy nhỉ. Đây này, MVU Academy này là một trong những em tướng mà có khả năng bạo kích rất cao. Tuy nhiên là thời điểm này mình đánh giá là chưa tốt lắm. Bởi vì đó chính là em nó sức sát thương gây ra nó sẽ không thể nào mà vượt qua thủ được của mấy em Rengoku Flame cũng như Rengoku thường nhá.
Rồi, chiến luôn. Đấy, anh em thấy nó level 160 đấy, nhưng mà làm sao mà có thể đánh được vào cái lớp thủ cực kỳ là dày, cũng như là lớp máu cực kỳ là trâu của Rengoku Flame cũng như là Rengoku thường. Đó. Chiến luôn ulti thứ phát nữa này. Mày tính trưởng ngay. Rồi, team bạn đánh đi để Rengoku thường có thể là phản đam nha. Chà. Chà, team bạn thì xài luôn Nezuko này, nhưng mà sẽ không ăn thua rồi. Ok luôn. Tất nhiên là lực chiến của team bạn đấy thì kém team mình khá nhiều. Đến tận là 200k điểm lực chiến cơ. Nên là tí nữa mình sẽ test lại nha. Thêm một đội hình mà nó ngang ngang tầm lực chiến hơn một chút. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là em Genesis Sleep sức sát thương gây ra là không thể nào mà gọi là xem thường được nha. Ok đấy, không đùa đâu. Ui à, ui à. Nào, ui à. Cay đấy nhở. Mày này, xem ai chém đau hơn. Mày này, chém phát nữa này. A đù, hai thằng Rengoku này nó cứ đánh đi đánh lại có nhau. Bởi vì đều là có hiệu ứng, nếu như nhận sát thương thì nó sẽ phản lại mà. Cay thế nhở. Rồi luôn, sợi em chuột này sẽ sát thương ghê phết đấy. À, team nó chuột nó cũng đánh hạ gục đồng thằng Rengoku bên mình anh em ơi. Nhưng mà không sao, vẫn là chiến thắng do là hơn lực chiến nhá. Bây giờ mình sẽ đánh một bạn nào đó lực chiến ngang ngang tầm một tí. Oh, có bạn Kim Chan Á, lực chiến 1,78 triệu này. Trong khi đó lực chiến của mình là 1,69. Thua lực chiến bạn đấy nhá. Tôi test thử xem như thế nào, nhưng mà đội hình bạn đấy nghe vẻ căng thẳng phết này. À, nhưng mà vẫn có một vị tướng 5 sao, đó chính là em Darkfi Blood Demon, để xem như thế nào nhá. Thì bạn đấy có một em quỷ này hỗ trợ ngon này. Ai à, cũng căng đấy. Cả hai bên cũng ngang tài ngang sức đấy, không đùa đâu anh em ạ. Trời luôn, sợ gì. Liệu rằng là sức sát thương thiêu đốt đến từ hai em Rengoku Flame cũng như là Rengoku thường có thể là đốt cháy được team bạn hay không nhá. Ui dồi ôi, có phản đam nhưng mà cả hai bên được trâu quá anh em ơi. Khiếp. Trời ơi. Ui dồi ôi, nhưng mà sao con Z bị đốt đau thế nhở. Chưa gì đã mất cả khúc máu rồi. Lần nào cũng thế nhá, mình cảm giác như sao con Z thủ cũng như là máu khá là yếu anh em ơi. Không thể nào mà bằng được nó chính là em Rengoku được. Nhìn hai em Rengoku nó vẫn cứ lừng lưng vững chãi như thành đồng vách sắt luôn. Rồi, pha nổ đầu tiên đến từ Rengoku Flame thì có đốt team bạn khá đau. Ủa, nhưng mà hàng sau nó không bị thiêu đốt với cày nhỉ. Rồi luôn. Ái chà, sự sát thương gây ra là không được nhiều cho lắm. Ui dồi, mạng nhện răng tơ các kiểu có đầy đủ luôn. Có nộ. Có nộ. Chưa ăn thua anh em ạ. Team bạn cái thanh niên đó chính là Inosuke kia mà cũng trâu ghê nhở. Nãy giờ đứng hàng trước mà nó không mất nhiều máu lắm. Mày này đau chưa. Ái à. Phản đam. Ui không có phản đam, cay thế. Rồi, tiếp tục là sử dụng skill nộ đến từ team bạn nha. Nhưng mà em tưởng hỗ trợ team bạn đấy chỉ có Tamayo mới chỉ có level 101 thôi, nên là sắp hẹo rồi. Mà lại xếp hàng đầu nữa thì khả năng đi là rất cao nha. Ái à, ái à. Ui, ui ui. Đau phết đấy. Mình thấy là cái tựa game này nó hay ở chỗ đó chính là đánh bao giờ thua thôi, chứ không phải ở một số tựa game khác. Ví dụ như khi đánh PK mà đến một số lượt nhất định mình không tiêu diệt được đội hình bạn ấy, mà đội hình bạn ở trong team thủ thì chắc chắn là mình sẽ bị mất lợi thế nha. Wow. Nhưng mà nhìn em Rengoku Flame team bạn level 180 khả năng thiếu đốt gây ra hơi bị thốn luôn nha. Ai à, đau đấy. Ui ôi, thốn các bạn ơi. Ấn mà qua thử xem nào. Thua nha các bạn. Để mình xem cái chỉ số sát thương xem như thế nào nha. Đó, rõ ràng đó chính là Rengoku Flame chỉ huy nó đốt cực kỳ là đau. Và thêm đó chính là em Rui này hồi phục cực kỳ nhiều. Thành ra là team mình không thể nào mà trụ được nha. Nhưng mà mình thấy đó chính là hai em Rengoku ở thời điểm này nó vẫn cứ là khỏe nhá. Nên là anh em chơi đầu game cứ all in vào hai em đấy cho mình là ngon lành nha anh em ơi. Trong video tới thì mình sẽ review với em Darky Blood Demon. Thì anh em nhìn đón xem nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.